Đây là đèo Nha Trang Đà Lạt nha các bạn ơi. Khánh Lê nè, Khánh Lê nhá. Cung đường đèo trách là đẹp nhất nhì Việt Nam nhá. Cái bãi đất xanh xanh kia của chúng ta là cái bãi bay của chúng ta này. Em cất cánh này. Wow, đây là chân của mình nhá các bạn ơi. Vâng, Nha Trang chúng tôi mến chào cả nhà. Và hôm nay Nha Trang chúng tôi rảnh nên cho nên Nha Trang chúng tôi sẽ ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa. Và hôm nay Nha Trang chúng tôi muốn đưa các bạn đi tham quan đèo Khánh Lê với độ cao 1.400m so với mực nước biển, và cùng cảm nhận và cảm giác bay dù bay trên đèo nó như thế nào. Vâng, mời các bạn cùng đi với mình nhé. Chờ đợi đây, cả sáng đến giờ chờ đợi phút giây này đây. Phút giây được bay lên trời đây. Do sáng là có sương mù và sức gió nó yếu, với lại thấy bảo nó hơi sóc, là tầm này là đẹp nhất. Mình đứng phía trước đúng không? Ok, đứng phía trước nha. Phía trước bạn. Thử bay cảm giác trên đèo nó khác bay cảm giác trên đảo không? Bãi tranh thì mình đã bay rồi các bạn ạ. Bãi tranh thì 5 ngày lương. Còn trên đèo này thì khả năng là gấp 4 lần. Bay cano kéo à? Cano kéo. Cano kéo thì 5 sĩ. Khoảng đó. Cano kéo thì êm hơn nhưng mà chỉ đến một mức nhất định thôi. Em hơn nhưng mà trên biển. Ủa, cái này là trên núi. Hai cái này này. Hai cái này này. Nó sẽ treo lên nhá. Treo lên. Không, thế thì khi cất cánh này. Ý mình có cầm cái gì không? Khi cất cánh anh để tay phía trước này nhá. À. Anh cầm GoPro này cũng được nhá. À. Để phía trước nhá. Khi nào em bảo ngồi vào đai này thì anh luồn tay đằng sau. Cầm xuống dưới này. Cầm dưới này. Đẩy ra nhá, để ngồi vào đai, được chưa? Cầm cái nào từ từ nói lại. Đấy, đấy đúng cầm cái đấy, đẩy ra phía trước. Có hai đầu. Hai tay luôn. Hai tay nhá. Hai tay luôn. Hai tay một được. Đúng rồi. Nhá. Để vào ngồi đây. Không nhớ là cả hai tay đều phải luôn qua đây nhá. Được chưa? Cả hai tay đều phải luôn qua đây nhá. Rồi. Có điện thoại điện thiết gì thì cất. Thế luôn bao luôn, luôn bao luôn đi. Hả? Không phải luôn qua đây, lên rồi mới được luôn. Lên rồi mới được luôn, lên trời. Được chưa? Bây giờ không cầm cái gì đúng không? Đúng rồi. Em bảo chạy thì chạy nhá, không được ngồi vào đai. Không cầm gì. Bây giờ tí lên là luôn vào đây đúng không? Đúng rồi. Xuống dưới này đúng không? Đúng rồi. Không được ngồi vào đai khi chưa có lệnh nhá. Khi nào bảo ngồi mới được ngồi nhá. Bây giờ cứ để thẳng này đúng không? Đúng rồi. Chạy đâu không? Đúng rồi. Anh cứ chạy hết sức, ép người xuống chạy nhá. Em hơi chạy lách chạy đúng không? Bốn người xuống đúng không? Để là khi nào cái dù lên đầu ngon thì mới tất cả mới ngồi. Rồi, ok. Hành trình của chúng ta nhá, thật là tuyệt vời. Rồi để mình tháo camera ra. Rồi, thông thả. Thông thả rồi mình sẽ quay ngược xuống. Đây các bạn ơi. Anh ngồi rồi. Thoải mái chưa? Thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Hơi buồn nôn. Buồn nôn à? Ok. Quen hơi. Ok rồi. Thế đừng nhìn xuống dưới, tuyệt đối không nhìn. trên tàu trên cano không sai, nhưng mà bắt đầu xuống ấy là sai. Thì nếu mà anh em bay có cái gì nó còn sóc nữa.
lúc đầu em bay với anh ấy luôn nhá. Rồi, bạn cho mình ra khúc đèo này đó, khúc đèo này. Khúc đèo xong rồi mình cắt.